Hiện nay kênh của mình số người chưa đăng ký kênh đó là 96,1%, vậy nên nếu các bạn có coi video mà thấy hay á, các bạn hãy like và subscribe kênh mình nhé, để mình có thêm động lực để làm những video chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bếp dùng con 8051 điều khiển led 7 đoạn, sử dụng thêm con 74HC595. Lý do mà mình sử dụng con 74HC595 này là dùng để tiết kiệm chân. Ý nghĩa của con này là dùng để tiết kiệm chân cho vi điều khiển, thay vì bạn phải điều khiển 8 chân mà giờ đây bạn chỉ cần 3 chân để điều khiển thôi, rất là tiện lợi. Bạn còn sẽ rất là nhiều chân nữa là điều khiển những thứ khác mà bạn mong muốn. Đây là phần xác định chân led. Ở đây mình có hai loại led, một led CC là led âm trung và led CE là led dương trung. Cathode rồi anode cathode ạ. Cathode là âm trung và anode là dương trung. Mình sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt. Giờ mình lấy anode nữa này. Hai ở đây nhìn giống nhau đúng không? Thực ra nó khác nhau hoàn toàn lắm. Điều đầu tiên, đây là âm trung đúng không? Rồi mình gõ ở đây vô. Rồi thì tiếp theo bạn cũng phải xác định được cái chân clip nha. E tương ứng với cái nào trên trên cái con led này. Rồi mình cho chạy nè. Đó, hai đây đều âm hết và mình cho đi E thì hai led này đều sáng này. Rồi ok, xác định E là ở trên này. Rồi B. Bạn cứ làm hết tất cả nha, mình đây mình làm mẫu hai cái thôi. Đây. Vậy là B là cái này. Ok. Tiếp theo bên hàng này là dương trung. Thì là dương trung. Nói vào. Đó, mình nói hai cái này vào luôn. Rồi, giờ âm trung. Rồi âm vô đây. Đó, hầu như là hai cái này đều có vị trí giống nhau hết. À, tôi muốn với trên này. Đó, âm trung là như thế này thôi. Hai lấy phần bạn chỉ cần phân biệt như thế là được rồi. Nhớ là xác định từng cái nha. Xác định từ A, B, C, D đến G rồi đến DB luôn, phải xác định hết. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách có sử dụng con 74HC595 này. Điều đầu tiên bạn cần xác định được cái chân, các chân của nó. Đây là cái chân, đây là sơ đồ của nó này, sơ đồ chân của nó này. Ở trên hình nó khác nhau, nó khác ở chỗ là đây VCC dưới GND này, mà trên con rotor thì nó không có thôi, nhưng hoặc E dưới MR thì nó có, thì bạn không cần quan tâm với cái này. Mà đây chủ yếu là bạn quan tâm là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng luôn. Bạn cần lưu ý cho mình ba chân này, chân SH xẹt sơ bên DX và chân XT xẹt sơ bên thế này. Chân mình sẽ bắt đầu với chân DX trước. DX là chân tín hiệu, nó gồm mức 0 và mức 1. Nó sẽ gửi mức 0 hoặc mức 1. Ok, bạn chỉ cần biết như đó. Còn SHCB này, này, đó là chân xác nhận lại việc gửi mức 0, mức 1 dựa trên cái chân của con DX này, chân DX này. Ok, và nó cũng chỉ là 0 với 1 thôi. Và cuối cùng là con STCB này này, là chân chốt dữ liệu luôn, là sau khi mà đã nạp thế này nè, nguyên một dàn thế này, nó sẽ chốt ra về từ cái dàn này ra. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Ok, đỡ ra được cái số như thế này á, như trên hình đây này, thì mình sẽ làm như sau. 1 2 3 1. Ok, bạn thấy nhìn giấy thấy giống không? Không. 1 1 1, không 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 không. Và chân Q7 phẩy này nó sẽ lấy giá trị của Q7 này, thường thường nó sẽ xuất ra thêm cho một con 74HC595 nữa, nhưng ở đây mình không nói tới cái này thôi, mình chỉ áp dụng là mình chỉ ở phần này mình sẽ sử dụng một đúng một con thôi. Ok, để mình sẽ làm lại. Thường thường á, nếu mà ba số 0 này thì bạn có thể bỏ qua cũng được, bạn chỉ cần ba số 1 thôi. Mình sẽ làm lại nè, 1 0 một lần này, xác nhận dữ liệu 1
lại xác nhận đã lưu là đã một lần rồi nè, là lần thứ hai nè, là lần thứ ba nè, là đã lưu được ba giá trị rồi, giờ thiếu số 0 nữa nè, xác nhận lưu và chốt. Ok luôn. Và ví dụ như một kiểu dữ liệu khác đi, như là 10 nữa, thực ra mình thích như thế này đi, mình sẽ làm các bạn xem. Không thì mình khó cần làm cũng được. Giờ đến số 1 thôi, 1 này xác nhận lưu này, tiếp tục này, 2 số 0 đúng không, 1 lần này, 2 lần này, rồi giờ 3 số 1 đúng không, 1 này, 2 này, 3 này, là 1 số 0 đúng không, 1 này, giờ xuất này, đó, giờ lại đúng luôn, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, đi chang luôn. Giờ cái quy 7 này mình sẽ làm tiếp này, mình sẽ đổi một số tiếp. Thế này đi, rồi tiếp tục, rồi 1 này, 1 này, 2 này, giờ lưu để lưu 2 cái này. Chờ chút mấy mình hơi rác. 2 số 0 này, 1, 2 này, giờ là 3 số 1 này, 1, 2, 3, số 0 này, 1 này, giờ xuất này, đây, đúng luôn, 0, 3 số 1, 2 số 0, 2 số 1. Và quy 7 này mình sẽ lấy quy 7 phải này, nên lấy giá trị của quy 7 này. À, bạn sẽ xác nhận được nè, xác nhận được cái việc làm này. Sau khi bạn hoàn thành xong việc sử dụng con 74HC595 này thì bạn có thể dựa trên đó mà có thể lập trình được quét lết. Và sau đây là sơ đồ kết nối của mình, các bạn kết nối trên hình. Ở đây là chỉ tượng trưng cho là mô phỏng thôi. Ngoài mặt thực tế thì nó sẽ khác rất nhiều. Nó phải thêm transistor nữa nè. Ở hai đầu được họ, hai đầu đây nè, 1 và 2 như vậy đó, chứ thêm chở nữa. Ở đây thì chỉ mang tính mô phỏng thôi. Nếu mà thực tế thì nó sẽ khác nha, các bạn lưu ý cho mình cái này. Và sau đây mình sẽ là tập code hiển thị từ 0 cho đến 9. Thì đầu tiên mà có của mình đây, mình sẽ làm đây. Các bạn chú ý, đừng chú ý cái hàng này, mình sẽ nói phần sau. Mình sẽ chuẩn bị những con các mã hét thế này của đại diện cho từng con số đây, từ 0 cho đến 9 nha. Các bạn lưu ý mình này, 0 đến 9 đây, đây là 0 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Sau khi chuẩn bị để làm sao được có được những số này, các bạn vô trên này tạo cái file Excel của mình, nhớ nó như thế này, và lấy làm những cái âm chung nha, và kỹ như thế này, rồi chung 7, chung 6, chung 4, 5, chung 4, chung 3, chung 2, chung 1, chung 0 này. Và bạn so sánh với trên này tương với đây đó, tuy là nó khác một tí. Chương 7 đang vô DB mà hãy chương 7 đây là chương số, chương 7 vô A. Các bạn đảo ngược lại cái đây nha, các bạn không quan tâm vào cái này. Tại vì nếu mà nó có, ví dụ như mà nó có đảo, có vị ngược á, thì bạn chỉ cần đổi cái dây lại đây. Cái dây này, bạn thay đổi 1 thành DB, 1 thành G, 2 thành F, đó, đổi như đi, đổi dây như vậy là được. Nhưng nói chung là nếu như kiểu như thế này thôi, không khác gì hết đấy. Mình sẽ xóa này đi để bớt kiểu nhầm. Đây, có như con số này á, nó ra được FC. Bạn dùng máy tính bạn tính ra. Ví dụ như mình muốn hiện số 0 đi, hiện số 0 nè. Hơi bị nhiều. Đây, mình muốn hiện số 0 thì bắt buộc âm chung đúng không? Thì cái G này nó sẽ là 0 và cái DB này sẽ là 0. Suy ra mình được cái tính dãy số như thế này.
Bạn làm máy tính, bạn vô phần head, kích vô đây. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ra XC, không này, XC, XC đây. Tiếp tục, bạn muốn hiển số 1 đi. Bạn hiển thị số 1 thì keyboard user là 0 thôi. Còn new là 1 hết á. À, đây đây là 1 thôi. Còn new là 0 hết. A F G E D E D UDP là 0 hết. Chỉ có hai B user là 1. Đây. Nè. Thì mình chỉ cần click vô thôi. Đây, đây. Đây bằng 6. 0 nhân 0 6 nhân 6 0. Ok. Đâu, từ từ. Nó hơn bị lầm. Đây này, đây này. Đây 60 này. Đây, đúng luôn. Tiếp tục xuất hiện số 2 thì cũng làm y chang vậy cho đến số 9 luôn. Ok. Thì bạn cấp nguyên cái này. Bạn dán vào code, bạn được dãy số nè. Lưu ý là phải dãy số từ 0 cho đến 9 nha. Phải liên tục, phải theo thứ tự nha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Không tương ứng với cái này. Chứ đừng không mà tương ứng với cái này là sai nha các bạn. Không, phải tương ứng theo thứ tự luôn. Ok. Ok. Đây là mình sẽ làm một phần giải thích phần sheet out cho này. Cái phần code lúc trước, lúc đoạn trước thì mình thấy hơi khó hiểu cho các bạn nên mình sẽ tách nó ra nữa, phân giải ra nó ra nữa. Tại vì cái code lúc trước thì nó giảm số dòng code đi nó rất nhiều. Từ nó sẽ còn một dòng code thôi, nếu mà giảm ra, giảm giống như giảm lược cho các bạn dễ hiểu hơn nữa là rất có nhiều dòng code. Thì nên mình giảm lược ra nó ra thế này cho các bạn dễ hiểu không? Ở đây. Ok, thì ở đây thì các bạn lưu cho mình cái này. Các bạn phải lấy cái máy tính ra như thế này nè. Rồi so sánh nha. Trước tiên những cái gì trong ngọt á thì thực hiện trước. Và sau khi thực hiện trong ngọt xong thì mới thực hiện cái so sánh này. Nên mình sẽ so sánh cái này trước nha. Khi y bằng 0 đi. Y bằng 0 thì nó không có dịch cái gì hết đấy. Thì nó thứ thế này. Và nó sẽ đem ra so sánh với x. Nó so sánh ở đây. Mình sẽ ví dụ như so sánh cái đây đi. Chút. Đây, ok. Đây, nó sẽ so sánh 0 và 1. Vậy là hai cái này so sánh với nhau, nó không có ra cái gì hết. Thì ra nó so sánh với 0 với 1 trước nè. Nếu mà 0, 0 và 1 thì nó sẽ là true, là false, nó sẽ ra đây. Và lưu giá trị vô. Tiếp theo sẽ lưu giá trị vô cái phần 74HC595. Tiếp theo, tiếp tục nha. Y bằng 1 đi. Thì nó sẽ dịch chuyển lên đây một tí. Và nó sẽ so sánh với cái này. Hai cái này 0 và 1 thì nó là false. Các bạn nên tìm hiểu cái toán tử so sánh nha. So sánh bit. Ok, nó bằng false thế này. Có thể các bạn, nếu mà mình trong quá trình nói thế này á, thì các bạn nên làm cho giấy. Tại vì cái đây viết ra giấy thì các bạn mới hiểu được. Đây mình chỉ nói miệng thôi. Ok, tiếp theo là y bằng 3 đi. Y bằng 3 thì nó sẽ dịch bit theo như thế này nè. Nó kiểu như thế này nè. Và nó sẽ sánh với cái này. Ok, điều 1 và 1 thì bằng chu. 1 và 1 bằng chu nha. So sánh kiểu đó, Rồi, nó bằng chu thì ở đây dx bằng 1. Rồi lưu vô. Cứ thế và đến đây thôi. Đến đây để bằng chu hết. Thì có nó nạp xong. Sau khi nạp xong thì các bạn đây. Đây nó nạp. Nó nạp xong không thì nó xuất ra. Rồi vay lại tiếp. Đó là như vậy. Y bằng 0 đây á là dùng để hiển thị từ 0 cho đến 9 nha. Y biến hơn 10 này. Cái for đây là hiển thị từ 0 cho đến 9. Nếu tiếp theo là cái phần giữ cho vị mỗi lần ví dụ như từ 0 lên 1 và từ 1 lên 2 á, cái khoảng thời gian á đó thì cái đây nó giữ cho các bạn có thể nhìn thấy. Nếu bạn bỏ cái hàng này đi á thì nó sẽ chạy rất là nhanh giống như là bạn không thấy gì luôn, nói chung là nó nguyên một màu gì á.
các bạn có thể tách xóa mấy cái dòng đó và kiểm tra thử đó. Và nó như còn STCB nè, trên con chip thế này đây, nó sẽ 0 và 1 là xuất ra hết, nó out ra nguyên cái này rồi nó thực hiện. Và đây là kết quả của mình. Trong quá trình xuất code đó thì các bạn vô phần option cho mình, phần vô phần output cho nó tạo ra cái file hết nha các bạn. Ok một cái, sau ok thì build ok là không có lỗi gì hết cho và đây kết quả đây chạy thứ đỡ chạy cái này á. Thứ nhất á, để kiểm tra thử các bạn làm trên giấy á, làm các mẻ đó có đúng hay chưa. Nếu chưa thì mình sẽ sửa lại và kiểm tra luôn, kiểm tra cái tần số ở đây từ số từ 0 đến 9 của mình là không có lỗi gì hết, không có bị sai số gì hết ấy. Ok. Nếu mà các bạn thắc mắc gì á, thì có thể liên hệ hỏi mình có thể giải đáp cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn về phần này. Sau khi mà bạn làm code phần hàng chục xong từ 0 cho đến 99 á, thì mình sẽ giải thích thêm về phần delay này. Phần delay này mình mới làm thêm để gán vô trong đây. Thì bạn chỉ cần copy code thế này thôi, nó sẽ ra đúng 1 giây luôn. Đây là ra mili giây nha, 1000 mili giây thì mới bằng 1 giây nữa nha. Các bạn lưu ý với mình cái này. Ok, cho đơn giản là bạn chỉ cần cốp vô thôi, không cần làm gì hết. Thì hiểu sau là phải vô phần trang chủ của KLC á, nó sẽ giải thích. Ok, sau đây là mình sẽ làm đến cái phần về list dương chung nha. Về list dương chung thì nó cũng giống như list âm chung thôi, chủ yếu là nó khác, khác về vị trí đây, thay vì cái đây là âm chung nè. Còn list dương chung thì hai cái đây là phần dương. Điều đó không khác nhau gì hết đấy. Và đây là sơ đồ kết nối dây của mình, chỉ cần kết nối đúng vị trí đây thôi, vị trí như trên hình mình đã làm đây. Ok, là như thế này là xong rồi, mình bỏ ra. Ok, sau đây mình sẽ làm, sau khi mà kết nối dây sơ đồ về list dương chung xong đó thì mình sẽ làm về cái phần hiện chữ này. Nó cũng rất đơn giản thôi. Về âm dương chung á thì bạn chỉ cần phủ định hết tất cả cái này, cái nào 1 thành 0 và cái nào 0 thành 1. Phủ định hết với cái hàm này nha các bạn. Phủ định hết. Đây, số 1 thành số 0 và số 0 thành số 1. Easy luôn. Rồi đây, và đây là code của mình nè. Đó, mình sẽ phủ định nó lại. À, phủ định nó lại thì nó sẽ ra như thế này. Mình sẽ làm mẫu ra một, mình sẽ làm mẫu ra ra một số nha, về số 0 đi, như thế này thì các đây là không hết, còn đây là 1 1, vì sẽ ra đây 1 1, nó sẽ hiện là 3. Ok, là mình chỉ cứ mình dùng cái bạn chỉ cần dùng cái nguyên một chữ này thôi, là không cần đổi ba cái thứ số này đâu. Đây, phủ định hết tất cả, phủ định cái nào 0 thành 1, cái nào 1 thành 0 hết, và nó sẽ hiện đúng số. Và đây là những code mình thay đổi thôi, mình vẫn giữ nguyên, chỉ có hàm đây mình sẽ thay đổi nè, và hàm đơn vị nè, tại vì nó thay đổi cấu trúc rồi. Giờ bạn cái nào lúc trước á là 0 á thì sẽ thành 1 nha, và 1 sẽ thành 0, cứ phủ định nó lại là được. Và xong, và đây là code hiển thị nè, mình sửa nhiêu đây thôi, sửa những phần đây, sửa đây, sửa đây, sửa đây, sửa đây. Ok, và mình cho chạy nè, xuất code cho chạy, tất cả nó đều dạng đều y chang hết. Và đây là kết quả rồi, nó hiện nó đếm số nè. Rồi, đúng rồi, ok, chính xác.